Chào mừng các bạn đến với trận bán kết thứ 3 giữa Mỹ Xuyên và Hòa Thành. Bán kết 3 nha mọi người. Bóng ngoài. Điểm Hòa Thành 1-0. Bóng tốt, 1-1. Bóng không thằng lưới. Bóng tốt. Bỏ bóng tốt. Đặt bóng tốt. Đội điểm 3-1 cho Mỹ Xuyên. Vô đi. Wow, là bóng tốt của Thiếp. Sáng giờ luôn á. Y sáng giờ luôn á. Chịu quá ha. Bóng ngoài. 6-4 cho Hòa Thành. Bóng còn. Bóng tốt của Quốc Kiệt. Bỏ bóng tốt. Quá tốt rồi.
hay. Bóng không sang lưới. Điểm 10-6. Đập bóng tốt. Bảy mười. Bỏ bóng tốt. Điểm cuối. Bóng còn. Đập bóng ngoài. Sai hả? Kết thúc xếp 1. Hòa Thành thắng trước 1-0. Cho vòng bay đổi. Bóng tốt. Xếp 2 giữa Hòa Thành và Mỹ Tiên. Mấy tên mà đổi nữa mà chui à thiệt. Leon bay không. Phát bóng tốt. Ê. Nãy giờ bao nhiêu tiền rồi? Sáng giờ nhiêu tiền rồi? Một lát kêu Ben dẫn lại nhà lấy tiền mới được. Ben lát lại dẫn lại nhà nó lấy tiền hả Ben? Sáng giờ có 1.500.000 rồi đó. Bóng còn. Bóng tốt. Gì á? Hey!
Nữa hả? Chị Băng kia đứng. Hiệp bóng còn đặt bóng tốt của mình à, tăng cái biên bố đó thường đáy thường cắt lỗng tiếp. Đặt bóng tốt của tôi quá tốt các bạn ơi. Quá tốt rồi. Quá ghê vậy. Bóng ngoài. Đập bóng tốt. Ủa trong nhà mày sợ vậy, tao ngồi ngoài này. Tốt tốt từ 2 cho hoa đạt.
never know. Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Điểm 13-11. Quá ghê à. Tốt thì 12-13 cho anh bỏ bê. Ây da. Trọng tài xác định lưới thép. Hai đội hòa nhau một đều. Set 3 giữa Mỹ Xuyên và Hòa Thành. Dễ giúp hả? Dễ chơi. Cái gì cũng khó. Đặt bóng tốt. Bậy. Cái nhảy đâu thằng Hoàng ơi. Bóng còn thủ tốt rồi. Hay vậy. Cả trọng tài được không? Thở kiểu đó cả trọng tài được không? Quá hay rồi. Một pha lao cá của Bảo rất tích cực nhưng mà không kịp nha các bạn. Tám Mỹ Xuyên đang lên, tinh thần đang lên. Đặt bóng tốt, điểm 3 đều. Ôi giờ còn nha mọi người, kịp không? Còn luôn. Đáp. Quá hay rồi. Xử lý bóng tốt các bạn ơi. Bỏ bóng tốt. Tôi động chữ. Điểm 5-4. Có quyền là không không thằng lưới. Cho
đập bóng tốt, đổi sân. Cắn bóng tốt, 6 đều. Hơn bóng hơn cho lưới, điểm 7-6. Bóng ngoài. Bốn rưỡi. Bóng còn. Thủ quá thủ ai. Đáp. Đáp bóng tốt. 8 đều. Bóng ngoài. Rồi chứ đó là quà nha mọi người. Phát bóng lại. Tám đều phát bóng lại. Chứ đó quà nha mọi người. Bóng còn. Nhanh nhanh quấn. Bóng tốt. Bóng còn. Kết thúc hòa thành thắng chung cuộc 2-1.